Đa Minh, Chúa đã trao cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cùng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn an tọa. Xin kính mời Cha đại diện gia đình Linh Tông và huyết tộc cùng quý Cha trong gia đình Linh Tông có tâm tình cảm tạ. Trọng kính Đức Cha Tô-ma, Giám mục Giáo phận Bùi Chu. Trọng kính Đức Cha Lorenzo, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội. Kính thưa Cha Tổng đại diện Giáo phận Bắc Ninh. Kính thưa quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Giờ đây con xin được thay lời cho toàn thể Linh Tông và huyết tộc dâng lời cảm tạ. Trước hết, toàn thể tăng quyến chúng con xin được hiệp với cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương gìn giữ cha cố Đa Minh trong suốt 75 năm làm người và làm con Chúa. Với 39 năm hồng ân được phục vụ Chúa và mọi người trong thiên chức linh mục, chúng con cũng cảm tạ Chúa đã cho cha cố chúng con được yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa và tình thương mến của mọi người. Chúng con trân trọng tri ân Đức Cha Tô-ma Khả Kính đã quan tâm nâng đỡ cha cố Đa Minh chúng con trong suốt thời gian qua. Trong những ngày cha cố đau bệnh, Đức Cha đã luôn quan tâm, thăm hỏi, an ủi và khích lệ cha cố chúng con. Đặc biệt, Đức Cha đã hiện diện để chủ sự thánh lễ an táng và cầu nguyện cho cha cố chúng con hôm nay. Ân tình của Đức Cha, chúng con xin được ghi lòng tạc dạ. Chúng con xin chân thành tri ân Đức Cha Lorenzo đã hết lòng yêu thương cha cố chúng con và hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Nghĩa cử của Đức Cha chúng con xin khắc ghi. Chúng con cũng xin tri ân Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc đã gửi điện thư chia buồn. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha Tổng đại diện, cha quản hạt quý nhất và toàn thể quý cha trong và ngoài giáo phận, quý bề trên các hội dòng và tu hội đời, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chúng sinh và cách riêng quý sơ dòng Đa Minh, quý hội đồng mục vụ các giáo xứ và anh chị em giáo dân nhiều giáo xứ đã yêu mến cộng tác và nâng đỡ cha cố Đa Minh trong lúc sinh thời, đã thăm viếng an ủi Ngài trong thời gian đau bệnh, cũng như đã hiệp thông cầu nguyện cho Ngài trong những ngày vừa qua và đặc biệt trong thánh lễ an táng hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý ban, quý toàn thể của tỉnh Nam Định, huyện Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Thắng, các ban liên quan đã đến phúng viếng và phân ưu cùng tăng quyến. Cũng xin bày tỏ sự biết ơn của quý y bác sĩ đã tận tình chăm sóc và cứu chữa. Cách riêng, xin được cảm ơn quý hội đồng mục vụ, quý đồng hương miền Nam và hải ngoại, ban ca đoàn, ban tây nhạc và các đoàn thể giáo xứ Quần Vinh, Rạng Đông, Phúc Đông, giáo họ thôn Đông quê hương, ban tùy táng giáo xứ Phú Nhai đã tận tình cộng tác,
để việc tổ chức tang lễ được diễn ra cách trang trọng và sốt sắng. Sau cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em, bằng cách này hay cách khác, đã thăm viếng, chia sẻ và cộng tác trong việc tổ chức những tang lễ vừa qua và hiện diện trong thánh lễ an táng hôm nay. Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho cha Cố Đa Minh chúng con. Cả cuộc đời cha Cố đã sống tận tụy cho Chúa và cho mọi người với tâm nguyện là danh cha cả sáng. Xin cho ước nguyện cháy bỏng của Ngài được tiếp tục sống mãi nơi mỗi tâm hồn của những người mà Ngài đã dày công yêu thương và phục vụ. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi thiếu sót, xin quý đức cha, quý cha cùng cộng đoàn rộng lòng tha thứ toàn thể. Cha Cố Đa Minh, theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Và chúng ta này xin Chúa cho thi hài cha Cố mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng của Chúa sẽ được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn cha Cố Đa Minh được sum họp với các thánh và những người tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để linh hồn cha Cố Đa Minh được cứu độ, được thoát khỏi hình phạt, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng trong chuyên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, chung hưởng niềm vui bất tận với các thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn cha Cố Đa Minh trong tay Cha. Chúng con tin chắc rằng cha Cố chúng con đây cũng như mọi người đã qua đời trong ân nghĩa Đức Kitô sẽ được sống lại với người trong ngày sau hết. Chúng con cảm tạ Cha vì khi cha Cố Đa Minh còn sống ở đời này, Cha đã ban cho cha Cố muôn vàn ân huệ, làm dấu chỉ cho chúng con nhận thấy lòng nhân hậu của Cha và mầu nhiệm các cánh cùng hiệp tông trong Đức Kitô. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót, xin lắng nghe lời chúng con cẩn nguyện mà mở cửa tiên đàng cho cha Cố Đa Minh được vào. Xin Cha cũng giúp chúng con là những người còn ở lại biết lấy đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày tất cả chúng con được tái ngộ trong Đức Kitô và được cùng cha Cố sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu. Yeah.
cho liên. Vì với đất nhân này hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn cha cố ra minh đường thì mới đời đời. Ngài Chúa, xin cứu lấy linh hồn cha cố ra minh cho khỏi tù ngục. Ta đường đi yên. Amen. Cũng như bà con giáo dân về thăm người lễ khám tang của cha cố Ca Minh và ta sẽ đi chúng ta về đường phía nam.